Xin chào anh Tiến Linh. À, chào anh. Chào các anh chị. Sao mà anh ngồi? Úi giời, ghế đẹp quá thế. Vâng. Anh ta là gì? Dạ em tên là Phạm Trường Giang ạ. Năm nay 32 tuổi. Làm nghề gì anh? Dạ em như ở cơ quan thì anh chị em gọi là tạp vụ. Theo chuyên ngành em học thì là kế toán. Tức là làm kế toán nhưng phục vụ tất cả mọi thứ. Vâng. À, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Mời bạn ngồi. À, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Thu Trang ạ. Thu Trang, Trang năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi? Ồ, mình đang làm việc ở đâu vậy Trang? Dạ, em là nhân viên kinh doanh. Rồi, anh được mọi người trong công ty yêu quý bởi vì lo cho nhiều người. Vậy thì tại sao lại không lẽ không có người nào thương anh à? Thực chất ở cái môi trường làm việc của em thì về cái vấn đề mà phụ nữ thì rất ít anh ạ. Phụ gì? Phụ nữ có nghĩa là những người con gái anh ạ. Và phái nữ. Anh là người đến từ đâu? Dạ em đến từ Hưng Yên ạ. Hưng Yên à? Vâng ạ. À, rồi vào trong Nam sống lâu chưa? Dạ cũng nhờ rời là được 3 năm rồi anh ạ. Nhờ rời. Vâng. Thế bây giờ mình lấy vợ là mình ở đây làm việc tiếp hay là mình về Hưng Yên? Ôi giời ơi, thế em đến đây là em tìm vợ ở đây chị ạ. Vâng. Chứ đâu có dám về nữa, bố mẹ em bảo không không lấy được vợ thì đừng có về. Thế rồi. Ấy, khổ. Thì bây giờ anh muốn tìm người vợ của mình là người như thế nào nè? Thì đơn giản thôi chị ạ. Nhưng mà kể ra cũng dăm cái gạch đầu dòng. Đó là đơn giản là một người sống với mình chân thật, chia sẻ. Và kể cả những lúc mà mình có thể là lâm vào các cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là vinh hoặc là xuống tí nữa thì cũng không có gì, người vợ đó vẫn cứ đứng ở sau mình, sống cởi mở thế thôi ạ, đơn giản. Còn gì nữa? Thì kể ra mà em thì cao 1m8 hơn, bạn gái kể ra 1m6 hơn thì cũng là tốt, còn không thì thôi, ông giời cho cái gì thì là mình tận hưởng triệt để. Đó. Đúng rồi, đơn giản rồi đi. Vâng. Vậy bây giờ còn bạn nữ của mình thì sao? Cuộc sống của bạn hiện nay là bạn đang sống với ai? Ở trong này thì em đang sống với cả người thân ạ. Vậy quê bạn ở đâu? Dạ hình như em có nghe láng má bên kia có từ Hưng Yên gì đó đúng không ạ? Anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi bạn. Ôi trời, câu hỏi đi rồi giỏi ơi, không phải xin anh Quyền Linh. Hỏi luôn mình. Hỏi luôn. Vâng, anh quê ở đâu ạ? Anh ở Phố Lối em ơi. Em nghĩ là Hưng Yên nhà mình là Phố Lối đâu phải Phố Nối anh. Thì ôi khổ thế nhỉ, người Hưng Yên vẫn bị nhầm từ em nào vào đâu. Có vấn đề gì không em? Dạ em không, tại vì em thấy anh cùng quê với em nên là em phải hỏi lại. Không em là chắc là cùng quê à? Ôi dồi ôi, may quá, vãi hết mồ hôi hột. Ôi thế anh. Trời ơi, mặt em thất thần đấy anh ạ. Thế bây giờ là vậy là cùng quê rồi ha. Vâng. Vậy là thuận lợi hay là sao đây? Thuận lợi đúng không? Ôi như thế thì đúng là một đường là về luôn. Trước khi làm kế toán làm gì? Trước khi làm kế toán thì nó là một chuyện rất dài. Đó là ngày xưa em cũng đã ở trong môi trường quân đội. Quân đội? Vâng. Binh chủng gì? Binh chủng pháo binh ạ. Pháo anh trên đời cao đấy anh. Pháo binh hả? To lắm rồi ạ. Pháo nổ to lắm hả? Vâng, to pháo lắm. Lên đôi cao nã vào đầu giặc Mỹ. Vâng. Bục giảng dưới rừng sâu em vẫn là chiến sĩ. Ôi cái chết gục đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau. Và bây giờ là em muốn ngày và đêm ở gần đây hơn, chứ không thể nào như ngày xưa được nữa thôi. Ngày xưa là chiến tranh, còn bây giờ là hòa bình anh ạ. Đấy, cho nên là em là học chuyên ngành pháo. Và sau đó một thời gian do cái môi trường nó không thích hợp thì em ra quân. Và cũng cố gắng chạy đua với thời đại một chút, là theo bè thì cũng đi học ngành kinh tế, thì ra trường thì cũng nhờ rời đấy, cũng ơn rời là lại kiếm được việc đấy, cho nên là cũng đi làm một số nơi ở ngoài Bắc, xong sau đó thì em chuyển về trong này cũng được 3 năm rồi. Nói chuyện cũng có duyên thế này mà, không lẽ đó giờ chưa có quen cô nào à? Em cũng đã quen, và mối tình đầu của em thì cũng 8 năm rồi. Mấy mối tình rồi? Một thôi anh. Người em là như thế này mà gánh đến 2-3 mối tình là chắc em kiệt sức. Ủa?
Ủa, bộ mình có tình yêu là mình mất sức lắm hả? Nhiều khi nó cũng... mình phải đi lại, thế là đâm ra nó mệt. Chị Cát Tường ạ. Đi lại là sao anh? Người yêu mà hơi khóc một chút là mình phải chạy đến, dỗ dành, rồi nói những lời yêu thương. Thế anh yếu lắm hay sao? Anh mất sức? Anh ốm lắm à? Nhờ bố mẹ cho ăn uống đầy đủ, cũng khỏe nhưng mà cơ bản là vẫn yếu so với cái chuyện đấy chị ạ. Rồi, em nghe anh nói thế em có sợ không? Em nghe giọng anh nói, mày mà nghĩ cái việc là không biết mình bò thế nào về Hương Yên. Bò thế nào về Hương Yên á? Dạ, tần suất nói chuyện rất chậm rãi. Anh bắn pháo cho em về. Chứ bây giờ bạn mong muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Chững chạc một chút. Không, anh quá chững chạc, cái gì mình thấy anh duyên vô cùng luôn. Chững chạc là sao? Nhờ hỏi các bạn khán giả là từ nãy giờ các bạn có thấy là anh ấy chững chạc không ạ? Có. Vỗ tay cho mình biết nào. Có chứ. Ôi dồi ôi, em cảm ơn khán giả. Em cứ tưởng các anh các chị ở dưới nào bảo là không chững chạc. Ôi dồi ôi, toát hết mồ hôi. Cái này không biết mà thêm vài chai bia vào thì như thế nào nhỉ? Bình thường lắm chị ạ. Chào em. Sợ rồi, hết dám nói gì luôn rồi. Không bình mà. Hơi run anh ạ. Em phải biết trận pháo chứ. Nhưng cũng có duyên, mình cũng có duyên lắm ha. Còn nhìn thì anh không biết cảm giác em thế nào, nhưng mà anh thấy nói chuyện có duyên, cũng gây được tiếng cười ha. Còn chuyện tình cảm thì cho em cảm nhận nha. Bắn pháo á. Bây giờ chị hỏi em này, bây giờ còn cái gì điểm gì mà yêu cầu gì ở bạn nam mà mình không thích không, thì mình qua mình coi luôn một lượt, cơ hội cuối cùng. Thôi chăm sự em nhờ chị ghé qua chị xem giùm em. Xem giùm nha. Dạ vâng. Mập to cao lớn thế nào cũng được đúng không? Cái gì cũng được phải không? Dạ không. Mập thì mập vừa vừa, đừng có mập quá. Em nói vậy cho chuyện hàng hai không, sao chị biết đường, chị chọn người. Chị nhìn em nè. Chị cân giùm em. 28 tuổi rồi đó cô. Dạ. Yeah. Ok. Ôi dồi ôi, em chờ chị sang bên này lâu quá, khổ. Chị nói ở bên đấy lâu quá mà bây giờ mới sang bên này. Ôi chị xinh quá. Ôi ơi, ôi chị xinh quá, mắt ông lúng la lúng liếng thế. Mà nó nghe nè, bình thường cũng nói chuyện chậm rãi vậy hả? Thì cũng bình thường, thì em nói chuyện bình thường thôi. Còn đâu là lên chương trình chẳng lẽ là cứ đeo hai cái tàng chỉ ở mặt thì nó buồn quá, thì mình khuấy động phong trào lên. Thế mục đích hôm nay đến đây là tìm người yêu hay là tìm vợ? Em tìm cả hai. Đấy. Nếu được bao nhiêu lâu cưới? Được thì dây mốt chị ạ. Cái gì? Dây mốt đi chị. Dây mốt là cái gì? Ngày mốt. Một giây ạ. Một giây mốt. Một giây mốt đi ạ. Anh dịch sai thấy chưa? Được là một giây mốt mà thấy. Hôm nay anh đến đây với ai? Dạ em đi cùng với ở số anh em ở trong công ty. Đâu? Đến các em ơi. Đấy. Em ơi, đâu? Đấy, trời. Đâu, chào các bạn. Đội pháo bên đây. Nãy giờ mấy bạn thấy anh ấy chọi pháo dữ không? Bình thường ở trong công ty ảnh có vậy không? Bình thường thì anh Giang trong công ty cũng luôn là một trong những người rất là vui vẻ và tạo cái không khí làm việc nó thoải mái cho anh em. Là y vậy luôn á hả? Dạ. Nhưng mà giờ mọi người nè, ba thanh niên luôn á, thì nhìn thấy cô này là có hợp với đồng nghiệp của mình đã bển không? Dạ anh ra cái bấm nút đi. Bấm nút đi ạ. À, bây giờ chị có một quyết định để coi hai người này như thế nào. Kéo màn lên đi. Kéo màn lên đi. Nha, quyết liệt nha. Bắn pháo tới tấp luôn nha. Vâng, em vẫn cứ chiến thôi ạ. Thôi có được thì mình dễ chịu chút nha em. Dạ. Ha, mình cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó nghe. Dạ. Thôi chúng ta có 2 phút để gặp nhau. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Đây. Chào em ạ. Dạ, rồi chào anh ạ. Sao em mặt xúc động thế? Sao mặt em này xung động thế? Sao mặt em lúc nào cũng đỏ vậy đấy anh? À thế à? Dạ. Ừ. Mà từ nãy giờ nghe nó càng đỏ hơn nữa. Thế à? Dạ. Thế em có cái cảm giác gì mà khi mà đối đầu với anh? Chúng ta ngồi cách nhau một tấm màn anh ạ, chưa đối đầu. Ừ thì bây giờ bây giờ đang ngồi đối diện. Ừ. Thế là... Anh Quyền Linh đừng cười, em run. Cho em chém một lúc. Anh Linh ơi, anh đi vào cánh gà đi. Chị Cát Tường ơi, cứu em vụ này. Không, em... chị canh chừng anh Quyền Linh cho hai bạn cứ chém nhau đi. Là quê em là ở Hưng Yên, nhưng mà em ở huyện nào em? Em ở ngay trong thành phố ạ. À, thành phố Hưng Yên gì? Dạ. Và chỗ đấy là anh cũng đi qua 1-2 lần gì đấy. Em là con thứ mấy nhỉ? Dạ, em là con lớn ạ. Con lớn ạ?
Ừ, thì... con lớn không phải con lớn. Ừ, anh là con thứ hai. Dạ. Ừ. Trên anh, dưới anh còn ai nữa không anh? Trên anh là anh trai. Dưới anh là? Là anh. Quan điểm về tình yêu của bạn như thế nào? Thì mình hy vọng là cái người mà mình yêu thì cũng có chung một quan điểm và suy nghĩ như mình, đó là cũng sẽ chăm lo cho gia đình. Nhà mình thì chỉ có hai chị em gái, bố mẹ mình không có con trai, nên là mình cũng mong là cái người bạn của mình thì họ cũng sẽ có tình cảm, cũng sẽ thương yêu ba mẹ mình. Cũng không phải là bắt buộc phải quá nhiều, nhưng mà cũng mong là sẽ chia sẻ thêm với cả bên mình. Căng thẳng vậy, mặt nghe mà thấy gắn hai cục chì rồi kìa. Cười rồi đấy chị ạ. Vâng. Thực chất ra là bạn ấy nói thì cũng là cái quan điểm của em cũng một phần. Thì khi đó thì mình chịu trách nhiệm với cả cái gia đình nhỏ của mình thì mình sẽ không còn sự lo toan của bố mẹ hay như này nhiều. Thế bây giờ 30 giây cuối cùng là hai bạn cảm nhận nhau như thế nào ở cái nhìn đầu tiên? Anh thấy em xinh. Thế thì em thấy anh sao? Ôi dồi, còn 15 giây thôi đấy em. Ok. Cũng anh ok thấy thì... em xinh. Em thấy anh sỉnh. Hay. Thế bây giờ là bấm được không em? Hết thời gian. Rồi không có hỏi bấm gì trên hết. Có năn nỉ gì năn nỉ trước đi, để người ta quyết định đó nha. Thôi em hãy về đội của anh đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 Hết thời gian. Mời bạn. Rất là dễ thương. Tôi nghĩ rằng rất là nhiều người muốn nói chuyện với bạn. Bạn rất là có duyên. Tại sao lại không nhấn nút? Dạ, cái nút nó bị lỗi lắm. Có nhấn không? Dạ, có nhấn ạ. Ôi dồi ôi, số em may quá. À, hai bạn nắm tay nhau một cái đi, rồi mình coi có truyền miếng điện nào chưa. Em có thể cho anh cầm tay em được không? Dạ, cho anh cầm bó hoa. Thôi em cứ cầm luôn cả hoa đi. Thế bây giờ không cầm tay thì chúng ta có thể ôm nhau một cái ăn mừng xã giao được không? Lịch sự thì có gì đâu ạ. Tôi xin tặng một cái bao thư, trong này có hai cái vé xem phim để hai bạn có thể nắm tay nhau đi xem phim. Đó là cái cơ hội đầu tiên mà chương trình muốn tặng cho hai bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc với nhau. Thôi rồi, em cảm ơn rất 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 cảm ơn chương trình. Ôi dồi ôi, may quá, anh có quà rồi các em ạ. Rồi, em xong cầm tay.